vác đi dọc rừng hơi vướng đấy nhỉ. Các bác mà gặp con rắn ở trong rừng mà muốn nó không cắn ấy thì là vòng qua như này giữ đuôi, nó không mổ được chéo sang bên kia. Rắn này từ dưới chỗ thuyết kia. Dài thật. Quá dài luôn. Chồng em Cương Quyết xin chào toàn thể các bác. Sau một khoảng thời gian dài thì hôm nay vợ chồng em lại quay trở lại với núi rừng đi tìm dược liệu và săn mật ong. Tí trên kia kìa, tổ ong khá là to chỗ này. Theo quan sát của em thì tổ ong này mật còn khá là non, cho nên vợ chồng em sẽ bỏ lại. Đi sang rạch bên kia xem nào. Không có gì thì xuống chỗ để đồ rồi đi. Ưu, lợn rừng ủ nhiều quá trên này. Một cây hoa gạo đẹp thật. Lá non mọc quả nhưng vẫn còn quả nhỉ. Mãi đi lắng em ạ. Nhiều thế. Đây là cá. Ôi giời. Này nấu canh cá, canh cua ấy, nó có vị chua thì ăn cái canh rất là ngon. Nhìn đã thấy chua. Tối đi bắt cua, bắt cá về lấu. Vâng. Em đào gì đấy? Có đà hơn nhỉ. Ở những video trước thì em Cương cũng ghi hình rất là nhiều về cái cây này rồi. Các bác có comment ở phía dưới là khi nào gặp thì quay kỹ cái lá. Đây là cái phần lá ngọn của nó nhé. Hai vợ chồng em đang đào cái phần cổ ở phía dưới. Ngày xưa rất là nhiều nhưng mà gần đây thì thương lái Trung Quốc người ta về cân thu nhiều cho nên là đi rừng lần cũng tương đối là hiếm. Cái này đang bắt đầu ra hoa này. Này mà lở là ông xuống lấy đấy nhỉ. Lúc ở phía dưới rạch sâu kia thì hai vợ chồng cũng đào được hai gốc. Về rửa sạch đi thì nó màu trắng, ngâm với tiểu sau nó ra cái màu vàng gần như màu mật ong ấy. Để anh nhổ cho. Lên không? Này mà vợ cũng nhổ yeah. Tầm cân nhỉ. Được. Có được cân. Khu này là có đấy, mình lần theo đây vào trong khi nó mọc theo từng khu rừng mà nhỉ. Chắc là có. Đây cành bên này hoa lở này. À, nó bông bông nó bay ấy. Rồi vướng một tí nhỉ. Chặt nhá. Chặt nó thấp thấp đi cho dễ. Đấy, cây này nó có 4 nhánh, bên dưới không biết là một củ liền. Thôi đất trong này mà em ạ. May á, nó không như cái chỗ đá vừa nãy nhỉ. Đào xong gốc này thì tối đấy nhỉ. Anh phải chạm vào nó sứt một ít kia. Cổ đẹp thật. Hình như nó có hai thân nhỏ một thân chính. Lên bình thì đẹp thôi nhỉ. Nó còn mắc cái gì cái rễ trên à? Thử xong tí xong hai vợ chồng nhổ xong nó lên chưa? Ý, cái thế đẹp nhỉ. Còn một tí nữa là đến này em ạ. Hết cái tầm dưới xong bắt đầu lên mới dễ. Được không? Chưa, đào lên tí nữa mới đẹp. Biết đâu nhổ nó lại lên sao? Hay cứ nhổ nó? Không lên. Không lên được, không lên được. Thế là cũng được rồi. Lên bình thì
Tuyệt vời, không phải suy nghĩ gì. Nó đẹp à? Em cậy mất đất. Trên thân lên mặt đất là 4 nhánh, xuống củ cũng 4 nhánh luôn. Tách cái phần gốc trên ra, lấy từ cái phần dưới này thôi. Đi lần bạch xem nó bạch kia săn con gì, giờ nó chưa ra này em ạ. Trên em gọi cái củ sâm đất trắng hay còn gọi là sâm đất rừng. Củ này thì khi mà các bác đun nước hoặc ngâm với tiểu uống ấy, thì nó hỗ trợ đường tiêu hóa rất là tốt. Đặc biệt là các cụ già hay các em nhỏ mà còi xương, ốm yếu, người muốn tăng cân ấy. Các bác mà béo rồi đừng có uống vào nó lại béo thêm. Uống cái củ này ấy, da cảm giác cái da nó hồng hào mà nó trắng ra nhỉ. Anh có thấy em trắng tí nào? Thôi béo rồi đừng có uống nữa. Bác nào mà thừa cân, béo trắng, béo tròn rồi thì hạn chế sử dụng. Nếu khi đi rừng mà được cái củ kiểu cái thế nó quấn nhau đẹp này lắm các bác. Thường là nó là nhánh một. Cảm thấy xem cái thế nó đẹp không? Này, em quay một vòng cho các bác xem chiêm ngưỡng củ sâm tại rừng. Đẹp nhỉ? Thế nào? Các bác chiêm ngưỡng từ từ. Con bạch nhà em nó đi săn con gì khoảng 2 tiếng chưa quay lại rồi. Bây giờ hai vợ chồng em thu dọn đồ ra phía ngoài đây. Nó đuổi con gì trên đấy em ơi? Ở đâu đây? Ôi, con này là con rắn gì vãng nhỉ? Ui, con ghê đấy nhỉ? Con chặt chuột rừng. Cái mà bạch sủa cho anh con rùa vàng nó có tốt được con rắn này. Lèo cấy rất là giỏi này. Ui ôi. Ghê đấy nhỉ? Loại này thì bây giờ ở ngoài còn rất là ít. Chủ yếu trong những cánh rừng sâu ấy. Thuyết cứ lần theo đuôi nó vòng quanh cái cây to này. Nó thuộc loại rắn cần được bảo tồn nên là hai vợ chồng em cứ để cho nó lên cây thôi, không bắt đâu. Dài thật. Quá dài luôn cái rắn này. Ua. Thả nó ra em, cho nó lên cây. Đây. Đấy, dài chưa? Ngoài này thì nó cũng giống như con chân chuột nhà cần được vào cái danh sách bảo tồn. Cắn nhau mới bạch ngay nhỉ. Ghê nhỉ, nó đúng trèo giỏi. Kinh nhỉ. Mất rồi, chiến lợi phẩm của bạch lên cây cao rồi. Vào đây xem gốc này nhiều lắm em à. Ui, sao nhiều lấm nhỏ thế mà không có cái nào xòe nhỉ. Đây là cái này. Lấm tai nhé các bạn. Nhìn từ xa thì là lấm lim xòe. Đây mới là lấm lim xanh. Vẫn ở trên cùng một cây lim nhưng mà nó lại mọc rất là nhiều loại lấm khác nhau. Bỏ những cái lấm này đi. Đấy. Đây trên em gọi là lấm tai. Nó mọc ký sinh ở trên cây lim xanh luôn. Chỗ này thì không có cây lấm nào xòe cả. Toàn lấm lụp thôi. Đây, lấm nhỏ này các bác. À dễ này, mọc rất là nhiều lấm nhỏ này. Xòe lên đi nhiều em nhỉ. Quá nhiều. Đi theo cái rễ ra phía sau kia xem có cái nào. Đến xuống bên dưới xem nào. Đấy cái lụp đấy dài nhỉ. Dài quá dài luôn. Cái dược liệu ở trên những cái lấm nhỏ này thì nó cũng tương đối là tốt rồi. Tuy nhiên nó không bằng những cái lấm mà xòe ra trưởng thành. Em sẽ đi xa với cái rễ của nó xem có cái lấm nào xòe không. À kia kia. Kia. Anh nhìn thấy một cái dưới kia em. Đây. Kia kia. Hai cái. Tít dưới kia kìa. Ui đây một cái nữa này. Đây đây, đây đây đây. Cái này. Ở cái phần gốc này thì ít khi còn sót những cái lấm trưởng thành lắm. Những cái lấm như này thì nó nhỏ nhưng mà nó cũng trưởng thành rồi. Bên trên có một cái kim kim. Khi đi lấy lấm thì các bác bẻ ngang như thế này thì nó rất là nhanh mọc những cái lấm nhỏ ở phía dưới lên. À, cái lục to hơn nhưng mà chưa xòe. Mãi bên dưới này có một cái nữa. Cái này thì già hết rồi. Cái này được 3 cái xòe nhỉ? Vâng. Mọc xa như thế này thì nó hay sót lại. Bởi vì các bác đi rừng là hay lần quanh gốc. Đây cả cái gốc như thế này thì còn sót lại 3 cái. Một cái thuyết cầm kia. Tác dụng của lấm lim xanh thì ở những video trước em Cương cũng ghi hình rất là nhiều rồi. Từ lâu trong dân gian, lấm lim xanh đã được các cụ lưu truyền lại. Dùng để điều trị dạ dày, đường ruột, máu mỡ, tiểu đường. Đặc biệt là các bác nóng gan dùng cái lấm lim xanh này rất là hiệu quả. Đa số khi mà còn nhỏ này thì các bác đã tận dụng khai thác rồi. Cái dược liệu của nó cũng khá là tốt nhưng mà nó chưa được cao như những cái lấm xòe. Những cái lấm nhỏ này thì em Cường sẽ để lại khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng nữa quay lại thì
Nếu mà còn thì nó sẽ xòe như những cái này. Ấy, rơi bên cá. Đây là những cái lấm mà sáng nay thuyết được một gốc ở vị trí đồi bên kia. Đang mùa lấm này. Em cắm đi nó thấm hết rồi. Ấy, bạch săn gì trong kia? Đấy, vác đi dọc rừng hơi vướng đấy nhỉ. Dưới này đang đi về thì thấy gà rừng nó xuống uống nước ở trên này rất là đông các bác. Lát nữa em với vợ em sẽ lên trên đấy soi. Thấy đàn nó xuống tầm 4-5 con ấy, lên cây rồi nhưng mà không biết là tối đi soi có thấy không. Lúc chiều nay thì hai vợ chồng rình gà nó thấy nó ngủ ở khu vực trên này này. Trong cái phạm vi chỉ 20-30 mét từ đây thôi. Hai vợ chồng em bắt đầu bỏ dép và đồ đạc ở dưới này. Bạch đi nhẹ nữa nha Bạch nha. Một con rơi thẳng xuống nước luôn rồi nhỉ. Vẫn còn sống em ạ. Soi kỹ vào nhá. Em Cương vừa hạ được thêm một con gà nữa nhưng mà thuyết không hình được cái cảnh này các bạn. Quay lại soi xem không có nào. Vợ chồng em vừa soi không thấy con nào nữa. Bây giờ cũng khá đói và mệt rồi. Nghỉ ngơi nấu ăn nữa các bạn. Mổ tại nhà nó tôm với cua nó ra nhiều nhỉ. Cá nữa. Không đem lá cao su lên nhưng mà con này không lá to cao lắm. Su đây nhưng không có mi. Con cua này, đây là con cá này. Làm con cá bị lưỡng ăn không? Đừng hư em này phải. Vô. Chết mất rồi. Không biết. Sai rồi em ạ. Cái rừng này không hiểu tại sao ấy, mùa này lá cây rụng hết nó bắt đầu mọc, còn duy nhất cái quả me chua này, vừa có thể nấu canh chua, canh cá ấy, vừa có thể ăn tráng miệng, chát chát, còn ngọt.
đủ thứ vị luôn cái quả này anh nhỉ. Cũng đói lắm rồi, bây giờ thì vợ chồng em pha nước chấm chuẩn bị bữa tối đây. Vẫn như mọi khi, cái chằm chéo vợ chồng em đem theo đây. Đồ ăn ngon hay không là ở nước chấm một phần em nhỉ. Đói gì đấy. Hai con thì vợ chồng em để lại con mổ phanh ở phía bên kia để đem về. Vàng nhờ. Ăn nóng này mới ngon này. Cho bạch hai cái chân này luôn nhỉ. Xem bạch con. Chờ lâu quá có khi bạch đi ngủ cuối đấy. Chưa ngủ. Em đang ngủ. Dậy ăn đi. Chín rồi. Cởi cái đã. Bỏng bỏng cẩn thận đổ. Ôi hồ. Tí nó vần nấu cháo cứ ăn cho nó nóng đã. Ăn cái này ạ. Tí nó bỏng đi nha. Thấy nha. Ui nó giòn nhỉ. Giòn quá rồi nó. Ui da giòn hết rồi. Sự chắc. Ui da giòn quá. Đi đi em ăn cái này. Ui giòn quá. À, một miếng này. Giỏi hả? Ui, bỏng cái nước này mới ngọt này. Tuyệt vời đấy nhỉ. Ui, chảy mất nước ngọt. Chạy thì phải chịu ra là được. Ý, ui. Cái miếng này có da. Miếng ấy to tuột da đây. Kệ nạn tí nhằn da sau. Cũng khá là muộn thì vợ chồng em mới chuẩn bị xong bữa tối. Các vợ chồng em mời tất cả các bác dùng bữa. Mời tất cả các bác dùng bữa không hai vợ chồng em ạ? Bữa hôm nay ăn đơn giản mà lại ngon em ạ. Ăn hóng ngon. Bỏng. Nóng này thì con này nó béo em nhỉ. Con này quá béo luôn ấy. Ừ. Ôi chấm cháo rất thế ra mồm à. Thế rằng là cháo đi tắm ăn mạnh như không? Vâng vâng. Cái thịt nó dai mà nó thơm, cái phần da nó giòn. Mình nướng lại ăn nóng nữa ngon em nhỉ? Vâng. Tí rượu mà kịch anh. Cứ uống hết một giấy đi ngủ cũng được anh. Chung nhau uống bát được. Uống lên đầu nó thơm đến đấy. Tuyệt vời. Đây là cái bà kích ngâm sẵn các bạn. Bà kích ngâm sẵn thì mỗi khi mà đi rừng trèo ong trèo đồi. Mùa này thì chúng em đi rừng trèo cây nhiều cho nên là uống cái này nó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đau lưng mỏi gối, và nó còn hỗ trợ sức khỏe nam nữ rất là hiệu quả. Bà kích rừng này thì chúng em có loại ngâm sẵn như này và loại khô loại tươi. Nhiều bác có so sánh bà kích ở bên này đắt ngang với một cân khô ở bà kích những nơi khác, thì bà kích ở chỗ em thì chúng em trực tiếp đi lấy ở trong rừng. Bác nào mà không tin có thể trực tiếp đến, không phải là mua lại của chúng em mà đón lại dân bản địa đi rừng để thực tế hơn về cái giá bà kích rừng chỗ em. Còn nó hiệu quả như thế nào thì các bác dùng hàng ngày cũng có phản hồi đến chúng em rồi. Chát chát chua chua xong miệng lại như kiểu vừa mới ăn mới nhỉ. Vâng. Có cái chân gà làm cái khó lực chân. Ăn mạnh đi em ơi. Nhìn này, toàn thịt là thịt đây nhỉ. Chẳng thấy xương ở đâu cả. Ý, cẩn thận nha. Đấy. Wow. Đấy, bên trong nó ngon chưa? Ý, cái bộ phèo ở lòng. Phèo.
Này, mỗi người cắn một miếng. Em ăn trước đi. Em muốn cắn à? Đấy. Cái gan này mới ngon. À, béo luôn. Thịt này trắng tinh luôn. Thế cái xương cho bạch. Nhìn là ngon không anh? Ý, trắng tinh luôn. Thôi cho bạch. Cho bạch ấy. Gà này chấm cay ấy. Ngon nhỉ. Rất là dồi nhá. Quá rồi nhé. Quá ngon, ngọt luôn. Cứ ăn hết đi, không phải nhường đâu. Hết tí lại lấy con trong kia ra ăn. Ừ. Phần cho em bé, mình nướng thế mình phần cho em bé một đùi được rồi. Anh hẳn cứ ăn hết đi đã. Chứ anh sợ em nhường anh ấy chứ. Không. Em ăn rồi.